ấy. Này này, này là sườn nó phải gõ, nó phải cọc cọc cọc. Cơm mẹ nấu. Ôi. Hôm nay ăn nó mới sướng. Làm. Hôm nay ăn này làm chứ không làm. Chị tỏ này các bạn. Ngon thật. Đây nha, làm nạc sườn đây. Ai có nhu cầu thì alo nha, vệ sinh sạch sẽ an toàn. Nạc sườn chính là bản sắc dân tộc Thái đấy. Chủ nhân làm nạc sườn đây. Thịt hai nạc một mỡ, một ba một ba, gia vị tất cả các loại đấy. Nạc sườn của dân tộc Giấy đấy. Ai có nhu cầu thì alo sớm một tí nhá, alo muộn là muộn là không làm được đâu. Sườn làm treo càng lâu càng ngon, treo khô trong vắt, những thịt nạc cũng phải trong, những thịt mỡ cũng phải trong. Còn nếu không treo, xong rồi chưa? Sao lại đi qua đường gọi điện thoại cái gì? Nếu mà treo dối trong bỏ vào tủ lạnh thì không bao giờ thành ăn. Phải treo kỹ, trong như thịt treo luôn, càng ăn càng ngon. Mà ai muốn thử ấy, cho xem, cho thử, cho ăn, thử tế, ăn không ngon không lấy tiền. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Quay trò chán thật, không có ai quay trò, tự quay thôi, chỉ quay tạm thời như thế thôi. Đây đây, máy quay nạc sườn đây. Mẹ này khách hàng đặt hết rồi nhá, ai thích ăn thì ok nhá, để tiếp tục làm nhá. Ngon thật. Cắt được chưa mày nữa.
Ngọc Phượng làm nàng sườn nhá.